Luigi Mansion, Tap Moon hay còn được biết đến là Luigi Mansion 2, một phiên bản game ban đầu được phát hành trên Nintendo 3DS vào năm 2013. Phần tiếp theo của cuộc phiêu lưu ma ám đầu tiên của Luigi được phát hành vào năm 2001. Bản remaster lần này sẽ mang đến phần hình ảnh sắc nét hơn cho hệ máy Nintendo Switch, đồng thời cũng bổ sung thêm nhiều bí mật hơn để khám phá và những bóng ma hài hước giúp người chơi trải nghiệm cuộc phiêu lưu hành động ma quái thú vị. Trải nghiệm liên tục các nhiệm vụ đa dạng để lấy lại những mảnh vỡ còn thiếu của Dark Moon nằm rải rác trong một số biệt thự bị ma ám riêng biệt. Mỗi biệt thự có những câu đố riêng cần giải và những bóng ma cần bắt. 5 lâu đài đồ sộ để khám phá, hoàn thành với những thử thách khó hiểu mà bạn sẽ còn phải giải quyết để tiếp cận những hành lang mới và những bí mật ẩn giấu. Sử dụng Poltergeist 5000, máy hút bụi bắt ma mạnh mẽ để bắt một loạt ma và sinh vật thông minh, các tính năng mới như là Strobo và Tag Light Device thêm chiều sâu cho hành động giải đố và săn ma. Thu thập Coin, Cash và các kho báu khác khi bạn đi qua các lâu đài để nâng cấp Gadgets của Luigi. Người chơi sẽ được khám phá nhiều dinh thự ma quái và những ngôi nhà đáng sợ trong khi vào vai Luigi. Thung lũng Eversay có rất nhiều địa điểm rùng rợn để ghé thăm và những bóng ma thông minh để bắt. May mắn thay, Luigi có các công cụ của công việc này như là Strobo để làm trón kẻ thù và Poltergeist đáng tin cậy của Luigi để hút ma hoặc tương tác với môi trường. Cuộc phiêu lưu huyền bí sẽ đưa Luigi đến nhiều nơi khác nhau, bao gồm một phòng thí nghiệm nghiên cứu thực vật, một nhà máy sản xuất đồng hồ bị hỏng và một khu mỏ phủ đầy băng giá. Ngoài ra, bạn còn có thể kết nối online và săn ma với tối đa 4 người chơi trong nhóm trừ tà ở các chế độ multiplayer hoặc tạo ra những nỗi sợ hãi thú vị trong chế độ Scarecrapper khi chơi local co-op.